Xin chào anh chị. Bữa nay chợ tốt Tiền Giang đến đây muốn giới thiệu đến cho anh chị một căn nhà. Thì trước cửa nhà mình có view sông rất là đẹp luôn nè anh chị. Thì xung quanh đây đường xe thì đường xe cỡ 2 tấn rưỡi nha anh chị. Khu vực đây cũng thông ra nhiều ngã luôn. Thì ở trước đây thì ngay chỗ cái cầu này thì đường huyện lộ 02. Con đường này thì cách chợ cỡ tầm vài trăm mét là tới rồi anh chị. Bây giờ em đọc sơ sơ cái địa chỉ của căn nhà này. Thôi bây giờ mình quay sơ sơ căn nhà đi. Em view em qua đây đi. Đây, em qua đây nè. Em qua đây em đứng nè. Em quay thẳng vô cái ranh giới nhà cho để giới thiệu đến cho mọi người. Hiện tại cái nhà này bề ngang là 15 mét nha anh chị. 15 mét từ bên đây qua tới bên đây nè anh chị. Đi em, đây là đây. Là bề ngang 15 mét nha. Mặt tiền kênh. Bề sâu vô là 20 mét đó anh chị. Qua tới bên đây. Tổng diện tích của cái căn nhà này á là 216 mét vuông, có 100 mét đất ở nông thôn. Thì anh chị nào á thích view ở dưới thôn quê và trước cửa có sông nữa thì căn nhà này rất là hợp với anh chị luôn. Thì căn nhà này đã có nhà xây kiên cố rồi anh chị. Đó, em quay view vô nhà cho anh chị xem. Để bây giờ chút xíu em để số điện thoại của chủ nhà lên. Anh chị sẽ điện trực tiếp với chủ nhà để nói chuyện chủ nhà nha. Căn nhà này là với giá là 950 triệu. Thì căn nhà này là nó cách thị xã Gò Công đó anh chị, cỡ tầm 12 tới 13 cây số. Cách thành phố Hồ Chí Minh cỡ 65 cây. Cách Mỹ Tho cỡ 45 tới 50 cây đó anh chị. Cách chợ gạo thì cỡ 35 cây. Cách Gò Công Tây cỡ 15 tới 16 cây đó anh chị. Thì căn nhà này anh chị về á có thể mình phân ra được hai căn nhà nữa để mình chia cho gia đình ở nha anh chị. Thì cái diện tích căn nhà đó bề ngang đã xây 6 mét rồi. Ở đây còn 9 mét mấy nữa. Coi như là 10 mét đó anh chị. Còn 10 mét nữa anh chị có thể về phân là hai nền chia cho gia đình ở, hay là anh chị có thể cất nhà vườn bên hông nè. Nhà rất là đẹp luôn, nó rất là rộng luôn. Mặt tiền kênh, view rất là đẹp. Anh chị có thể buổi chiều mình ra đây mình không mát, rất là mát mẻ luôn anh chị. Thì bây giờ em theo anh vô căn nhà đi. Thì căn nhà này anh chị, căn nhà này chủ đã xây kiên cố rồi. Thì em view vòng vòng cho mọi người. Ở cái nền nhà này á thì anh chị khỏi sợ ngập nước gì hết, tại vì cái nền nhà này nó cao hơn mặt lộ tới 1 mét lận. Nên anh chị về ở rất là sạch sẽ, rất là thoáng mát luôn. Thì bây giờ anh chị vô căn nhà này đi theo em. Thì nhà này phía trước có dán gạch hết rồi anh chị, gạch bóng nè. Cửa thì cửa nhôm nha anh chị. Đó. Thì bây giờ em qua đây em quay cái vườn trước đi. Quay cái vườn giới thiệu đến cho anh chị trước rồi em vô căn nhà em quay sau nha. Ở phía sau mình á thì tới cái hàng rào đó là hết đất đó nha anh chị. Bên hông mình còn là đúng gần 10 mét. Anh chị bên hông này anh chị có thể về làm nhà vườn nè, trồng rau nè. Rồi anh chị có thể mình chán ở đây mình có thể mình bắt mấy cái bàn mình uống nước trà ở khu vực này, buổi chiều cũng mát lắm anh chị. Thì ở đây á đã có rào kiên cố hết rồi, anh chị về khỏi sợ tranh chấp cái gì hết á. Nhà nè. Nhà thì em thấy cũng còn rất là mới. Tường đâu cũng chưa có nứt gì hết nha anh chị. Ở phía trước mình á thì mấy cái mái che nè, mái che tạm này thì em thấy làm cũng kiên cố. Mấy cái đồ lặt vặt này, thí dụ như anh chị mua thì anh chị về mình chị dọn ra sạch sẽ thì ở đây rất là thoáng mát luôn. Chủ kêu bán là 950 triệu. Thì em để em đọc số điện thoại của chủ một lần nữa, chút xíu em để số điện thoại trên màn hình nha. Anh chị cứ liên hệ trực tiếp ngay chủ để thương lượng với chủ. Rồi bây giờ em tiến vô nhà nha. Thì căn nhà này cái diện tích xây á
Thì em nghĩ chắc cũng cỡ 10 mét đó anh chị. Từ đó lên đây chắc cũng cỡ 10 mét. Bề ngang 6 mét. Là cái diện tích xây là 60 mét vuông. Thì nó cũng gọn gọn thôi anh chị, nó cũng không có lớn lắm. Nhưng mà cái miếng đất này á, thì ở trong đây lộ giới đã trừ ra rồi nha anh chị. Không có một miếng lộ giới nào trong đây, không có một miếng lộ giới kênh nào trong đây nha. Nên anh chị cứ yên tâm về lộ giới kênh nha. Lộ giới kênh thì nó không thể hiện trên sổ nên người ta đã trừ ra rồi. Thì bây giờ anh chị cứ theo em vô căn nhà này để mình tham khảo căn nhà này trước. Rồi nè anh chị. Thì cái này thì nó cũng đơn sơ nhưng mà nó anh chị về có thể mình làm gọn gọn lại ở rất là đẹp luôn anh chị. Bây giờ mình đi xuống phía sau. Thì phía sau thì có một cái phòng ngủ nè. Trước tiên em thấy một cái phòng ngủ trước. Dạ. Dạ. Chú bắt lên giúp con. Cái phòng ngủ này cũng rất là rộng anh chị. Bề ngang 40 dài chắc cũng 4 á. Đó thì phía sau mình có một cái gian bếp. Một cái gian bếp để mình nấu nướng á anh chị. Đó. Thì cái gian bếp này thì cũng dán gạch lên tới trên rồi, nó cũng rất là sạch sẽ. Ở phía sau thì em thấy có một cái toilet nha anh chị. Thì cái căn nhà này mình thoát nước mình thoát ra phía trước hả chú? Dạ. Có nước. Thường thường á là cái nhà sát xong thì mình thoát nước ra xong nha anh chị. Rất là thoải mái luôn. Rồi bây giờ chỗ qua miếng đất được. Dạ dạ. Bên hông đây thì ra qua miếng đất được, đúng rồi, tại miếng đất bên hông của mình mà. Thì toilet rất là sạch sẽ luôn anh chị. Dán gạch bông lên tới trên. Đó. Sàn ở dưới thì gạch đã lót hết rồi, nó rất là đẹp đẽ, rất là sạch luôn. Thì em nhắc lại cái địa chỉ nha. Cái địa chỉ là ấp chợ Bến, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Cái diện tích này là 216 mét vuông, có 100 mét thổ cư. Bề ngang thì 15 mét nha anh chị. Bề ngang 15 mét, bề sâu vô cỡ 20 mét đó. Thì con đường này thì xe hơi vô thoải mái luôn. Một chút xíu các em quay con đường ra cho anh chị xem. Thì ở đây cách đường Nguyên Lộ chừng vài chục mét là tới rồi. Đường Nguyên Lộ phía trước đó anh chị qua cái cầu. Dạ dạ, thì bây giờ em Caramel mang dép vô đi theo anh ra lộ luôn. Dép đâu? Thôi để anh quay ra cho. Thôi ở đây đi. Thì bây giờ em đi ra lộ nè anh chị. Ra lộ em quay cho anh chị xem luôn. Tại vì con đường này là xe hơi vô tới chỗ nha. Xe hơi vô tới chỗ luôn. Thì cái view sông nè anh chị rất là đẹp luôn. Thôn quê với quê mình rất là đẹp. Đó. Đây là đường huyện lộ rất là lớn luôn á anh chị. Ngay gần trường chợ ủy ban luôn. Thì bưu điện đồ sát bên anh chị. Cái hướng em đang quay nè là chạy vài cây số nữa là tới biển Rạch Bùng, là khu du lịch biển Tân Thành đó nha anh chị. Chạy chút xíu nữa là tới Tân Điền. Đây ở đây nè anh chị. Ở đây là đường huyện lộ 02. Ở đây là hướng ngay về chợ Bình Ân á. Em lên chợ Bình Ân. Đây là chợ lên chợ Bình Ân nè anh chị. Ngay đường xanh đường đỏ phía trước là ngay chợ rồi đó. Để em zoom gần lại cho anh chị xem nha. Đó. Ngay cái bảng phía trước là ngay chợ đó anh chị. Ở đây là chợ sát bên căn nhà của mình đó nha anh chị.
thì buổi chiều buổi sáng đồ họp chợ rất là đông. Ở đây là chợ Bình An của sát căn nhà của mình. Thì để em quay lại cây cầu phía nãy cho anh chị xem. Đó, hồi nãy em đứng trên cây cầu hồi nãy đó anh chị. Đó, cây cầu nè. Rồi, đây là chợ buổi chiều đó anh chị. Rồi, đến đây em xin kết thúc cái video nha. Anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của chủ đất à. Rồi, em xin chào.